chính cái đau đây. Anh. Đây. Vâng. Đấy, đúng cái gân. Tí nó đỡ ngay mà điều trị mà đỡ luôn mà. Vâng. Ừ, mai em thấy cuộc đời lại vui ngay. Mà có em hơn. Cảm chúa tốt hơn được bao nhiêu phần? 6-7 phần đấy. Kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Nó bị gần nhất một tuần thì em đỡ rồi, từ đầu tập tạ. Còn bây giờ là đi lại bình thường, nhưng một số động tác sẽ bị đau. Một số động tác, ví dụ động tác nào sẽ ví dụ như em sẽ gặp nghe. Đấy, lúc được lúc không, cái đầu tiên rất là khó lên, sau đúng thì nó sẽ chưa chua hơn. Rồi khi nào mà mình mà ngồi lâu, giữ lâu một chỗ xong bắt đầu là mình hoạt động là nó hơi tê cứng đầu tí. Vâng. Trong hoạt động thì nó lại trơn tru, nó nhẹ nhàng hơn. Vâng. Thì trong khoảng thời gian được 2 tháng thì em đã là làm những gì cho nó rồi? Chưa, đây 2 tháng em vẫn cứ đào bóng bình thường đấy. Chứ em không chăm sóc gì cho nó cả. Vâng, thì em cứ tưởng là chỉ đơn giản là căng cơ hoặc là quá tải bình thường, mình nghỉ ngơi. Và một tuần thì mình lại đá tốt. Đấy, nhưng mà mặc dù là mình nghỉ ngơi rồi nhưng mà sau một tuần sau nó vẫn đau tiếp. Vâng, thì có triệu chứng nặng lên thì em đi khám luôn, từng đau luôn. Vâng. Chính cái đau đây. Anh. Đây. Vâng. Đấy, đúng cái gân. Em cảm nhận ngay nó là cái gân đúng không? Đúng rồi. Cảm nhận ngay là rất đúng, đây là cái gân đi đầu, nó bám vào cái đầu trên của xương má này này. Cái gân đi đầu đùi á. Vâng. Đây khi mình bị đau là triệu chứng nhiều nhất là nó cảm giác có một cái gân nó không đi qua được cái đấy. Ừ. Nó vướng đấy mà khi em chạy ấy, em cảm như cái thằng nào nó kéo chân mình lại ấy. Vâng, đúng rồi. Chạy bộ thì tránh được sao được, chạy người đá bóng thì chạy. Không sao, nó bị là chuyện đương nhiên thì phải chăm sóc thôi. Mình cứ chạy nó quá tải nó bị thôi mà. Gì đâu. À, nó đau tận xuống dưới này nữa này. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, đau tận xuống dưới này nữa. Mình ấn thử tay nó rõ rệt luôn. Ừ, nó trùng cục luôn đây này. Đây là cái nhóm gân mát này, cương mát này. Cái gân vùng gối này của em nó bị chạy bộ sau rồi là nó đau lắm. Nó đau thế sau này chạy bộ và cả đá bóng nữa. Nên nó đau cái vùng gân này. Và đau thì càng ngày càng tăng lên. Nghỉ lâu hoặc lâu không hoạt động của nó thì nó khi mình hoạt động lại thì đau tăng lên. Hoạt động một tí thì nó lại đỡ đi đúng không? Vâng. Khi mà càng chạy nhiều thì nó càng đau, mặc dù mình cũng đã nghỉ ngơi nhiều rồi nhưng mà không đá không chạy nữa rồi nhưng nó vẫn cứ đau không? Thì cái này nó là viêm cái gân nhị đầu đùi này. Viêm cái gân nhị đầu đùi này và cả cái nhóm gân quát này. Đây này, đây là cái gân đầu đùi của mình đây này. Đây là cái đầu trên của xương mát ấy. Đang cứ bỏ xương mát này, đây là viêm cái gân này này. Đó. Vâng. Đấy, xong rồi nó viêm cả xuống cái cơ mắt dài đây là nó cũng cơ mắt dài bám bên này đây là chỉ. Xong cả nhóm cơ mắt dài này. Đây nhìn. Đúng rồi. Khi đầu ấy cả một cái dài bao từ dưới này lên đây này. Đấy, khi mình chăm sóc có thứ hai như nào mình phải chăm sóc từ dưới này lên này, lên tận bên trên. Thế còn nếu mà giải quyết một mình không, cái này nó vẫn căng. Và nếu nó để cái này lâu quá thì căng nó viêm đau lết và xuống dưới cái gân này thì nó phiền nữa. Còn điều trị thì nó sẽ ổn thôi, không vấn đề gì cả. Cái này là chấn thương bình thường của các bộ môn đúng không bác sĩ? Đúng rồi, những cái môn chạy, những cái môn mà mình phải chạy một chân đấy là nó bị rồi. Thì các cái này là một cái mà một trong những cái chấn thương nó khá là hay gặp. Tuy nhiên thì cái này ấy, thì gần như là nó không tự khỏi được. Khi mà trừ khi mà mới ở mức độ quá tải, ở mức độ vừa phải nhá. Xong rồi mình nghỉ ngơi xong mình chăm sóc một chút xíu thôi thì nó cũng có thể hết. Trường mát hay căng kéo giãn này, massage nhẹ nhàng thì nó có thể hết. Thế nhưng mà khi mà để nó nặng hơn rồi ấy, thì tức là nó đã đi lại khoảng một vài lần rồi, nó mình nghỉ vài ngày xong mình lại chạy nó đỡ thì gần như là nó sẽ không tự khỏi được. Nếu như mình không chăm sóc cho nó thì nó không tự khỏi được. Và đặc biệt là với nhóm gân này, cái cơ này thì không vấn đề gì nhiều lắm. Cái cơ này khi mà mình điều trị thì nó nhanh lành ấy. Nhưng cái gân này thì lâu hơn này. Vì cái gân này ít máu nuôi dưỡng mà nó phải làm được khá là nhiều. Tình trạng của em thì bây giờ em có thể ở nhà tập các động tác gì hay là chơi cái bộ môn nào nhẹ nhàng hơn để mình không bị tránh cái tình trạng teo cơ trong thời gian nghỉ ngơi. Về vấn đề để mà tập luyện ấy, thì em vẫn tập luyện như thế. Em vẫn chạy bộ, em vẫn đang bóng được. Nhưng mà với điều kiện là luôn luôn phải lắng nghe cơ thể của mình, cái cường độ nó nhỏ hơn, cường độ nó phải cường độ chơi nó phải thấp hơn một chút xíu. Tốt nhất là mình trên chạy bộ ấy, vâng, thì nó sẽ mình sẽ quản lý được cái tốc độ của mình hơn. Ngoài cái vấn đề là em đi điều trị này, đi trị vật lý trị liệu này, điện xung hoặc ngoại siêu âm, sóng laser, massage, xung quanh các thứ nó cũng đỡ. Dạ. Bên cạnh đó thì về nhà thì mình có thể tăng cơ kéo giãn tất cả các nhóm cơ này. Xong rồi trước khi mình tập luyện các thứ mình khởi động thật kỹ và kéo giãn thật kỹ. Thế xong tập luyện xong thì mình cũng thế, tập luyện xong thì mình cũng kéo giãn thật kỹ vào. Đấy, không nếu mà nó đau thì có thể thiền mát cho nó.
xong cứ một tuần có thể đi chăm sóc khoảng 2-3 lần là nó ok thôi. Mình không nên nghỉ hoàn toàn đấy. Nghỉ hoàn toàn thì nó sẽ làm kể cả em điều trị khỏi đi, sau khi mà điều trị khỏi rồi nó lại đau cái tiếp. Bản chất cái này nó bị đau là vì là cái cơ của mình, cái sức chịu đựng, tức là nó yếu và cái sức chịu đựng của nó kém hơn cái lượng vận động mình phát ra. Thế dẫn đến cái việc nó quá tải thì nó bị viêm, bị tổn thương thôi. Mình cần khoảng thời gian bao nhiêu để quay trở lại với bộ môn được? Cái này nếu như mà em mà điều trị một tích cực ấy, điều trị tích cực và tập phục hồi tích cực đấy, cho nó thì trong vòng cũng khoảng từ 8-12 tuần là ok. Và nếu như mà em mà tích cực mà về đảm bảo về tuyệt đối về cái pháp đồ điều trị ấy, thì thậm chí nó chỉ khoảng 6-8 tuần thôi là ok. Ừ. Tập thôi, không vấn đề gì cả. Không, cái này em không phải nghỉ ngày nào hết, cho nên không phải sợ teo cơ teo kiếc gì cả. Mình cứ tập xong mình kéo giãn cơ các thứ, xong đi điều trị đều là ok. Tí nó đỡ ngay và điều trị một đỡ luôn mà. Vâng. Mai em thấy cuộc đời lại vui ngay. Dạ. Tốt hơn được bao nhiêu phần? 6-7 phần đấy. 6-7 phần.